biến thể Omicron có thể đã tổng hợp thành phần của virus cảm lạnh thông thường. Ít nhất một đột biến của biến thể Omicron có thể đã lấy một đoạn vật liệu di truyền từ loại virus khác gây bệnh cảm lạnh thông thường trong cùng các tế bào nhiễm bệnh. Các nhà nghiên cứu cho biết, chuỗi gen này không xuất hiện trong bất kỳ phiên bản nào trước đó của virus SARS-CoV-2, nhưng lại phổ biến ở nhiều loại virus khác, bao gồm cả những virus gây cảm lạnh thông thường và cả trong bộ gen người. Ông Venki Soundararajan từ Cambridge, công ty phân tích dữ liệu có trụ sở tại Massachusetts, Mỹ, cho biết bằng cách chèn đoạn mã cụ thể này vào chính nó, Omicron có thể tự làm cho biến thể này giống người hơn. Điều này sẽ giúp nó tránh được sự phản công từ hệ thống miễn dịch của con người. Điều này có thể có nghĩa virus lây truyền dễ dàng hơn, trong khi chỉ gây ra bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng. Các nhà khoa học vẫn chưa xác định được liệu biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể khác, có gây ra bệnh nặng hơn hay có thể vượt qua biến chủng Delta để trở thành biến thể phổ biến nhất hay không. Có thể mất vài tuần để có câu trả lời cho những câu hỏi này. Các tế bào trong phổi và hệ tiêu hóa có thể chứa đồng thời virus SARS-CoV-2 và virus corona chứa đoạn vật liệu di truyền cảm lạnh thông thường. Theo các nghiên cứu trước đó, sự đồng nhiễm này tạo ra môi trường cho quá trình tái tổ hợp của virus. Trong đó, hai loại virus khác nhau trong cùng một tế bào chủ tương tác và tạo ra các bản sao của chính chúng. Các bản sao mới này sở hữu một số vật liệu di truyền từ cả hai chủng virus cha mẹ. Trong nghiên cứu, ông Soundararajan và các cộng sự xác định đột biến mới này có thể xảy ra lần đầu tiên ở một người bị nhiễm cả hai mầm bệnh khi một phiên bản của virus SARS-CoV-2 chọn trình tự di truyền từ virus khác. Trình tự di truyền tương tự xuất hiện nhiều lần ở một trong những virus corona gây cảm lạnh ở người, được gọi là HCoV-229E, và trong virus gây suy giảm miễn dịch ở người HIV gây ra bệnh AIDS. Nam Phi, nơi biến thể Omicron được xác định lần đầu tiên, có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất thế giới. Điều này làm suy yếu hệ thống miễn dịch và làm tăng tính dễ tổn thương của một người đối với nhiễm virus cảm lạnh thông thường và các mầm bệnh khác. Ở khu vực này, nhiều người trong cơ thể đã xảy ra sự tái tổ hợp bổ sung bộ gen phổ biến này và Omicron. Tuy nhiên, vẫn cần có những nghiên cứu sâu hơn để xác nhận nguồn gốc các đột biến của biến thể Omicron, ảnh hưởng của chúng tới chức năng và khả năng lây truyền. Bên cạnh đó, còn có những giả thuyết khác được đưa ra về biến thể mới nhất có thể đã trải qua một thời gian tiến hóa trong vật chủ là động vật. Ông Soundararajan cho biết, những phát hiện mới nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người dân tiêm các loại vaccine COVID-19 hiện có. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh chung cho tất cả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với mức tăng là 7,4%. Đối tượng điều chỉnh bao gồm những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau khi điều chỉnh theo mức chung, những người nghỉ hưu trước năm 1995 mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng dưới 2,5 triệu đồng một tháng điều chỉnh tiếp. Cụ thể tăng thêm 200.000 đồng một tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng một tháng trở xuống, tăng lên bằng 2,5 triệu đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng một tháng cho đến dưới 2,5 triệu đồng một tháng. Thời gian áp dụng điều chỉnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Giá vàng miếng SJC vào sáng nay đã lên 61,15 triệu đồng là mức cao nhất trong 2 tuần gần đây. Vào sáng nay, công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng tại 60,3 cho đến 61,15 triệu đồng, tăng 150.000 đồng chiều mua vào và 250.000 đồng chiều bán ra so với cuối chiều qua. Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn khác như tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng tăng 100.000 đồng chiều mua và tăng 200.000 đồng chiều bán so với cuối ngày hôm qua, lên 60,25 cho đến 60,95 triệu đồng. Đây là mức cao nhất của giá vàng trong nước trong 2 tuần gần đây sau khi rớt mạnh từ mức 62,15 triệu đồng thiết lập vào 17 tháng 11. Thưa quý vị, dự báo ít nhất trong 10 ngày tới, Bắc Bộ vẫn sẽ hanh khô. Độ ẩm từ vùng núi đến đồng bằng hay ven biển đều dưới 52%, thậm chí ở Điện Biên Phủ, Mai Châu chỉ có 29-31%. Mức ẩm rất thấp này sẽ kéo dài cho đến ngày 8 tháng 12, sau đó từ ngày 9 tháng 12, nắng bớt gắt, độ ẩm tăng nhưng không vượt quá 55%, trời vẫn hanh khô. Không chỉ ở Bắc Bộ mà Nam Bộ đang bước vào mùa khô nên độ ẩm buổi trưa cũng giảm thấp. Cục Kiểm Lâm nhận định nếu thời tiết hanh khô còn kéo dài thì phạm vi cảnh báo cháy rừng sẽ còn mở rộng trong những ngày tới và có thể lên mức cảnh báo cấp 5 là cấp cao nhất. Vì vậy, để bảo vệ rừng, người dân tuyệt đối không được sử dụng lửa trong rừng và gần bìa rừng. Thưa quý vị, cập nhật thông tin về chùm ca bệnh vừa phát hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 3 tháng 12, bệnh viện đã ghi nhận tổng cộng 25 ca F0, trong đó có 16 ca là bệnh nhân, 8 ca là người nhà bệnh nhân và 1 ca là nhân viên y tế. 16 ca F0 là các sản phụ có hiện trạng sức khỏe, tình trạng sản khoa bình thường.
Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh nhận định có thể ổ dịch ở bệnh viện này đã qua 2 cho đến 3 chu kỳ, nguy cơ lây lan dịch trong toàn viện rất dễ xảy ra. Do đó, việc xét nghiệm càng phải đẩy nhanh, ít nhất là 3 ngày phải làm một lần để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Nếu có khả năng thì viện có thể làm hàng ngày. Dự kiến trưa nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2 cho toàn bộ bệnh nhân, người nhà và cán bộ nhân viên y tế tại tòa nhà đang được phong tỏa. Thưa quý vị, Hà Nội hiện cũng có một bệnh viện nữa đang bị phong tỏa một số khoa do đã phát hiện có ca COVID-19 là Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ. Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh và chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng cấp cứu ngoại khoa, sản khoa cho đến khi có thông báo mới. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc, trong đó đã bỏ quy định xã, phường, thị trấn tại 30 quận huyện, thị xã trải qua 14 ngày, tính đến thời điểm ngày 30 tháng 11, không có F0 trong cộng đồng thì cho phép học sinh đi học trở lại. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đối với các huyện, thị xã, khối lớp 10, 11 và 12 của các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, khối lớp 9 triển khai học trực tiếp. Đối với cấp quận, học sinh các khối 10, 11, 12 của các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được đi học trực tiếp. Áp dụng toàn thành phố là học sinh cấp tiểu học và các khối lớp 6, 7 và 8 sẽ học trực tuyến. Riêng đối với trẻ mầm non vẫn nghỉ học tại nhà. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu những trường có học sinh cư trú trên nhiều địa bàn khác nhau cần nắm rõ thông tin của học sinh, cấp độ dịch và quy định cho học sinh đi học trở lại của địa phương nơi học sinh cư trú để bố trí linh hoạt giữa học trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể, những địa bàn có nguy cơ cao, mức độ dịch ở cấp 3 và 4, trường bố trí học trực tuyến. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, gần đây số ca mắc COVID-19 mới và số ca ghi nhận trong cộng đồng liên tục tăng cao. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang có diễn biến phức tạp. Vì vậy, các địa phương phải xác định tình hình dịch hàng ngày để chuyển cấp độ kịp thời. Nếu phường nào chuyển sang cấp độ 3 là vùng cam, thì sẽ không cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp vào thứ hai tới đây. Ngoài ra, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm cho giáo viên trước khi đến lớp, xét nghiệm lại sau một tuần giảng dạy. Đồng thời khuyến cáo trong quá trình giảng dạy, giáo viên hạn chế tối đa việc tiếp xúc nơi đông người, tự theo dõi sức khỏe, báo cáo kịp thời với ban giám hiệu khi có triệu chứng. Để thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến địa phương theo chương trình thí điểm của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã xét chọn và công bố 17 đơn vị đầu tiên tham gia chương trình này. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết trong đợt 1, đơn vị đã lựa chọn 17 đơn vị cung ứng dịch vụ đủ điều kiện tham gia thí điểm đón khách quốc tế đến Đà Nẵng. Cụ thể, 5 cơ sở lưu trú là Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng, Vinpearl Resort and Spa, Vinpearl Luxury Resort, khách sạn Racemount, khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng. 3 khu điểm du lịch là danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu Khắc Chăm và khu du lịch Sun World Bà Nà Hills và 9 doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển du lịch. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố Đà Nẵng với lộ trình gồm 3 giai đoạn bắt đầu từ tháng 11 năm 2021. Hiện tại, tỉnh Thanh Hóa có trên 11.000 người đang được cách ly y tế tại nhà. Và nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm quy định về cách ly thì hậu quả sẽ rất khó lường. Do vậy, địa phương đã tăng cường các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý đối với những người đang cách ly y tế tại nhà. Từ đầu tháng 11 đến nay, trung bình mỗi ngày thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định có khoảng 10 công dân từ tỉnh ngoài trở về địa phương. Với phương châm phòng chống dịch COVID-19 từ sớm từ xa, chính quyền địa phương đã chủ động đến từng hộ gia đình, nắm thông tin về những người đang làm ăn xa, có nhu cầu trở về địa phương, lịch trình di chuyển. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân tự giác phối hợp để thực hiện biện pháp cách ly phù hợp khi trở về địa phương. Việc giám sát của các hộ mà người ta đang cách ly này là chúng tôi giao cho các tổ giám sát của thôn. Một ngày là sẽ 2 lần, mà trong tổng cả xã thị trấn của chúng tôi là có 10 tổ giám sát cộng đồng. Trong đó mỗi tổ thì khoảng tầm từ 8 đến 10 người. Thì cứ một ngày là 2 lần là người ta đi. Còn cái tổ của xã là sẽ kiểm tra đột xuất, có thể ngày, có thể đêm. Bất cứ lúc nào chúng tôi đã kiểm tra mà thấy có dấu hiệu là chúng tôi sẽ gọi tổ lại và tìm hiểu lý do vì sao để nhanh chóng kịp thời rồi đôn đốc nhắc nhở họ. Để việc cách ly y tế tại nhà đảm bảo an toàn đúng quy định thì vai trò của chính quyền cơ sở và các tổ giám sát cộng đồng là rất quan trọng. Đồng thời các biện pháp cũng phải được triển khai đồng bộ, từ tuyên truyền vận động đến việc kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kết hợp với phương án đảm bảo an sinh xã hội. Việc mà giám sát và xử phạt thì cũng thực hiện rất nghiêm minh. Đến nay chúng tôi cũng đã phạt trên 30 trường hợp là không thực hiện tốt cái việc
cách ly tại gia đình. Công tác tuyên truyền phủ đến tận người dân và trên khắp địa bàn các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện thì bình quân là 5 lượt trên một ngày, tăng cường cái kiểm tra giám sát. Các cái trường hợp mà địa bàn có khó khăn, ví dụ như là cái thuộc diện mà phải cách ly nhiều thì huyện đã chỉ đạo các xã rồi cả hệ thống chính trị vào cuộc và đảm bảo cái nhu cầu thiết yếu, ví dụ như là lương thực, thực phẩm cho người dân. Thời gian tới, dự báo lượng người từ ngoài tỉnh trở về Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cao. Do vậy, việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch là rất cần thiết, trong đó có việc siết chặt quản lý các trường hợp cách ly tại nhà. Thực tế, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số trường hợp vi phạm quy định khi cách ly tại nhà, làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, gây nên hậu quả rất nặng nề. Thưa quý vị, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa chính thức đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ Quốc khánh năm 2022. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, với 5 ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 được đề xuất gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Như vậy, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục từ 29 tháng Chạp năm Tân Sửu cho đến hết ngày 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Tuy nhiên, 5 ngày nghỉ Tết từ thứ 2 tới thứ 6 sẽ liền kề với ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước và sau đó. Do vậy, công chức và viên chức sẽ có 9 ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, gồm 5 ngày nghỉ theo luật lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước và sau. Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022, công chức, viên chức nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 1 ngày liền kề trước. Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới thời gian qua chịu ảnh hưởng của việc dịch bệnh COVID-19 có xu hướng phức tạp tại một số nước châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Nguồn cung dầu được dự báo tăng do nhiều nước bắt đầu tính đến việc sử dụng kho dự trữ dầu đã tác động đến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong giai đoạn vừa qua. Do vậy, trong kỳ điều chỉnh tới, tức là ngày 10 tháng 12, dự báo giá xăng trong nước sẽ giảm rất mạnh theo xu hướng của thế giới. Mức giảm nếu không trích lập quỹ bình ổn sẽ vào khoảng 1.700 đồng với giá xăng và 1.200 cho đến 1.600 đồng đối với giá dầu. Tuy nhiên, khả năng cơ quan quản lý trích lập rất cao, do vậy giá xăng dầu sẽ giảm nhẹ hơn so với tính toán trên. Còn mức giảm cụ thể ra sao sẽ còn phụ thuộc vào mức độ trích lập sử dụng quỹ bình ổn giá. Quý vị, hàng loạt các hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc trong thời dịch COVID-19 đã và đang được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó không thể không kể đến tuần lễ doanh nhân và sách năm 2021 diễn ra từ nay cho tới hết ngày 7 tháng 12. Có rất nhiều điểm mới và tiến bộ mà bạn có thể bắt gặp ở tuần lễ năm nay. Đó chính là cuộc bình chọn top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp, top 10 quyển sách đáng đọc trong tủ sách doanh nghiệp. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu giữa độc giả và người viết sách, qua đó giới thiệu những cuốn sách do chính doanh nhân viết. Trong thế kỷ 21 này thì sách nó trở thành một cái kênh rất là quan trọng để cho doanh nhân có thể học hỏi được nhiều kiến thức và cập nhật bản thân mình để xây dựng được cái nền tảng tốt cho doanh nghiệp của mình. Do đó mà Phi Vân đặc biệt hào hứng khi mà cái chuyện này nó xảy ra, bởi vì nó thật ra lẽ ra nó đã phải xảy ra 50 năm nay rồi, nhưng trong cái hoàn cảnh đặc biệt này thì nó lại càng có ý nghĩa để giúp cho doanh nhân của mình có thể vượt qua cái đoạn nghiệt ngã này. Nó chính là những hoạt động mà nó góp phần cho cái phát triển cái công nghiệp sách, công nghiệp xuất bản, góp phần chung cho cái công nghiệp văn hóa. Theo thống kê hiện nay, mỗi năm trung bình người Việt chỉ đọc khoảng một cuốn sách một năm, trong đó khối doanh nghiệp lại càng ít. Vì vậy, những hoạt động như thế này là vô cùng cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang dần thích nghi với bình thường mới. Tuần lễ này thì có rất nhiều cái ý nghĩa và chúng tôi đánh giá hai cái ý nghĩa nổi bật nhất của tuần lễ, đó là cái việc là khuyến đọc trong cộng đồng doanh nhân, trong thanh thiếu nhi và trong xã hội, và cái thứ hai là khuyến viết. Đây là một cái yếu tố rất là mới. Hoạt động của tuần lễ này chúng tôi thấy rằng là vừa thể hiện cái sự sáng tạo, cái tâm huyết trong cái vấn đề là phát triển văn hóa đọc và phát triển cái hoạt động kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nhân luôn là những người tự học, tự đọc và tự cải tiến mình trước khi mà muốn cải tiến doanh nghiệp. Thế cho nên là tôi đánh giá rất cao cái tuần lễ này. Nó khơi gợi và khích lệ cái tinh thần đọc và tự học của doanh nhân. Quan trọng hơn ấy, là ngay bây giờ xã hội đang rất cần gọi là hai điều. Một, đó chính là niềm tin. Niềm tin vào cái gì? Niềm tin vào chính bản thân, niềm tin vào đất nước, niềm tin vào kinh tế, vào hy vọng, vào tất cả mọi thứ của ngày mai. Và điều thứ hai đó là sự thực chất.
thì sách doanh nhân chính là một trong những cái gọi là tấm gương. Để lan tỏa tình yêu với sách đến mọi tầng lớp nhân dân, đúng như đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, thì chắc chắn cần sự chung tay của tất cả mọi người, mà trong đó doanh nhân chính là một trong những đội ngũ tiên phong. Thưa quý vị, bộ trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam vừa xuất sắc dẫn đầu top 5 bộ trang phục dân tộc được yêu thích nhất trong phần thi quốc phục của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021. Với hơn 4 triệu lượt tương tác, bộ trang phục Thiên thần áo xanh lấy cảm hứng từ màu áo bảo hộ của lực lượng tuyến đầu chống dịch đã nhận được sự yêu thích đặc biệt từ truyền thông quốc tế. Cùng với các người đẹp đến từ Campuchia, Indonesia, Guatemala, Paraguay và 5 trang phục do ban giám khảo bầu chọn, bộ trang phục này của Việt Nam đã chính thức lọt top 10 trang phục dân tộc đẹp nhất. Kết quả chung cuộc của phần thi quốc phục sẽ được công bố chính thức vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 4 tháng 12. Được biết trước đó, người đẹp sinh năm 1998 đến từ Việt Nam cũng đã xuất sắc khi liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng do người hâm mộ bình chọn.